Em chào mình, em đã quay trở lại với Em Tùng Audio, tiếp tục lên sóng cho anh em dàn âm thanh ở dịp cuối năm để chúng ta có thể chơi và trải nghiệm âm thanh gia đình tuyệt vời nhất. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em lại có một dàn âm thanh gia đình đặc biệt nữa. Khi anh em mua bộ combo sản phẩm này thì chúng ta sẽ được giảm ngay 500.000 đồng, và tổng bộ combo sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu cho anh em sẽ là 7.500.000. Khi bên Em Tùng báo cho em khách hàng, nếu anh em mua chọn bộ sẽ được giảm ngay 500.000 xuống chỉ còn 7.000.000 thôi. Anh em đã có ngay cho mình một dàn máy âm thanh vô cùng chất lượng rồi, ghép nối với những cặp loa các anh em đã có sẵn, từ loa bát 30, bát 40 thoải mái. Và đặc biệt ngày hôm nay là một dàn máy âm thanh chuyên ở phần nhạc, tức là anh em nào muốn nghe nhạc nhiều hơn, chúng ta muốn trải nghiệm âm thanh nhạc sôi động nhất, lựa chọn ngay cho em dàn máy này nhá. Bây giờ thì cùng với em tham khảo dàn máy, đây cũng là anh em khách hàng ở Bắc Giang đã lựa chọn, và cùng các anh em kiểm tra xem dàn máy ngày hôm nay sẽ có những linh kiện gì. Dàn máy gồm có thứ nhất là phiên bản Nexo X88, một phiên bản nâng tiếng vô cùng chất lượng cho anh em. Tiếp theo nữa là phiên bản quản lý nguồn không thể thiếu được. Đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà mang lại cho anh em trải nghiệm phá gia đình an toàn nhất. Đây là mẫu sản phẩm ETC D.10. Tiếp theo sẽ là một dòng vang cơ lai số, để anh em trong việc chúng ta không chỉ là chỉ nghe nhạc khuyên đâu, chúng ta muốn hát cao kỳ gia đình chuyên nghiệp thì chúng ta vẫn phải sử dụng vang mà. Và ở đây thì cái mẫu sản phẩm này thì em thấy là âm lượng tổng rất là lớn, 80 dB, để chúng ta có thể tăng giảm âm lượng để nó phụ thuộc vào trong quá trình chúng ta nghe nhạc to nhất. Và tiếp theo một con đẩy hai kênh không thể thiếu được, đó là dòng đẩy ETC DK800, một trong những mẫu đẩy phân khúc gia đình đánh rất là khỏe tiếng, âm thanh vô cùng tuyệt vời. Bây giờ thì cùng với em lắp dàn máy hoàn thiện và cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ bộ combo sản phẩm này các bác nhá. Đây là hình thức giao diện của dàn âm thanh gia đình dùng cho anh em muốn nghe nhạc, muốn trải nghiệm âm thanh, đặc biệt là về phần nhạc với anh em khách hàng ở Bắc Giang. Và các bác được nhìn thấy chọn bộ âm thanh vô cùng tuyệt vời rồi, hình thức giao diện theo kiểu dáng công nghệ cao, đầy đủ tính năng nhé. Và không chỉ hỗ trợ anh em nghe nhạc đâu, hát karaoke gia đình với bộ này thì cực kỳ ngon nữa. Đấy, một trong những bộ sản phẩm mà bên em đánh giá cao về phần nhạc như là về phần tiếng. Xin giới thiệu cho anh em nâng tiếng Nexo 88, anh em có thể căn chỉnh các dạng bass trung chép hiệu quả trực tiếp ở trên phiên bản nâng tiếng này. Và chủ đạo của phiên bản này đó chính là cái chế độ nhạc để chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận âm thanh khi chúng ta kích ra với những cặp loa và sử dụng nâng tiếng thì chắc chắn rồi. Đấy, anh em nghe nhạc nó sẽ tốt hơn nhiều, nó bay bổng thực sự rất sôi động. Tiếp theo đó là em ở đây trên đây này thì có phối một con vang cơ lai số, đây là phiên bản ETC K678 Pro. Anh đây là cái nhu cầu bên anh thôi, thì anh cũng yêu cầu em là lên một con vang ETC và K678 Pro, bởi vì cũng không hát cà kê mấy nhưng mà muốn có một con vang sau này, ví dụ như là có ai đó đến nhà chơi và chúng ta muốn trải nghiệm âm thanh, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để hát cao kỳ gia đình cũng được. Với phiên bản ETC K678 Pro lại là một con vang cơ lai số quá hay và chất lượng, từ dạng echo chuyên nghiệp hay các tính năng reverb. Theo em nghĩ là cái bộ này không chỉ nghe nhạc mà hát cũng rất là hay nữa. Tiếp theo đó là một con quản lý nguồn ETC D.10, một trong những mẫu quản lý nguồn rất là chất lượng, đảm bảo cho việc chúng ta sử dụng các trang thiết bị âm thanh một cách rất an toàn hiệu quả, và có lọc nguồn nhé để lọc tín hiệu vô cùng tốt nữa. Vừa có âm thanh tốt rồi này, vừa có quản lý nguồn bảo vệ an toàn rồi, lại có thêm công suất cục đẩy khỏe nữa, thì chắc chắn đây sẽ là một trong những dàn âm thanh, dàn máy khỏe và chơi cực kỳ chất lượng ở cuối năm 2023 của anh em. ETC DK 800, 800W, có thể nói rằng là cái con đẩy này có thể đánh với những cặp loa từ bass 30 cho đến bass 40, hoặc là chị em có thể ghép một đôi 30, một đôi 25, một đôi 30, một đôi 20 vào phòng hát gia đình. Tức là chúng ta sử 4 loa trên dòng đẩy hai kênh thôi, vô cùng chất lượng và vô cùng hiệu quả. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm âm thanh được sự đến từ cái dàn máy âm thanh này, xem là chất lượng âm thanh đặc biệt của cái phiên bản này sẽ là về phần nhạc. Bây giờ cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh nhạc nhá. Được nghe nhạc với phiên bản combo dàn máy âm thanh gia đình vô cùng hoàn hảo, các bác thấy thế nào về phần nhạc ạ? Bass trung chép hiệu quả, bởi vì sao? Đã thông qua nâng tiếng rồi, khi đó các giải bass trung chép này
đấy, kích tiếng loa bát đánh căng hơn, khỏe hơn, là chép nghe sáng, âm thanh nhạc bay bổng được sự gần loa thì các bác sẽ thấy được cảm nhận âm thanh sôi động như thế nào, đến từ đẩy, đến từ vang, đến từ lông tiếng Lexus 88 rất tuyệt vời. Và em test luôn cho anh em về cái chất giọng đi, kể cả là anh em có sử dụng dàn máy này vào mục đích là nghe nhạc thôi thì chúng ta nhiều lúc thì chúng ta vẫn cần phải hát, nhiều lúc thì có anh em đến chúng ta trải nghiệm thì hay hỏi thử xem là dàn máy này có thể là hát cao khí gia đình hay không, chẳng lẽ thì chúng ta lại bảo là chỉ để nghe nhạc hay sao, đúng không ạ? Và bây giờ thì cùng với em trải nghiệm xem là với cái dàn máy chuyên về phần âm thanh, về phần chất lượng nhạc thì sẽ hát như thế nào. Bây giờ thì cùng với em lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 Anh em và các bác đã thấy tính chất lượng âm thanh vô cùng chuyên nghiệp đến từ Vang Class STC K678 Pro chưa ạ? Sử dụng mic dây rẻ tiền, tiếng âm thanh nó hay đến như vậy rồi. Còn nếu anh em mà có mic không dây nữa ghép vào dàn máy này thì sao ạ? Vô cùng chuyên nghiệp và chắc chắn sẽ làm anh em cảm thấy hài lòng thôi. Phần nhạc hay, chất lượng âm thanh mic tốt và cộng thêm với đó là giả hình thức rất đẹp mắt, chuyên nghiệp thực sự cho các anh em lựa chọn chiếc hóa gia đình. Và ngày hôm nay thì bên cạnh anh em lên sóng cho anh em đó là cái dàn máy của anh em khách hàng ở Bắc Giang đã lựa chọn dàn máy chuyên phần nhạc nhưng mà hát karaoke gia đình còn hay hơn nhiều nữa. Và nếu như anh em đang cần mua bộ combo sản phẩm này được giảm ngay 500.000 đồng khi mua hàng tại cửa hàng em thì liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới 0979629336. Chúc các anh em nhận hàng ưng ý với bộ combo sản phẩm trị giá 7.500.000 đồng này. Và video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.